này ba cây sam hương nha các bạn. Tiếp tục bán sam hương, ba cây 200.000. Cây này đẹp à. Cây này của mình để của mình dài dài. Ba cây này là mình thấy cây này đẹp nhất nè. Bự mà đẹp nhất, đế cũng đẹp. Cây này thì cái đế nằm ở dưới nha các bạn, chôn dưới nha. Lá nó bự tán. Xanh mướt. Lá xào thịt bò ăn được nè các bạn. Nhưng mà cái mùi nó nồng hơn mùi lá cách một chút. Ai ăn được lá cách mới ấy nha. Còn không ngửi được mùi lá cách là coi như mùi hôi á. Cái này cái đế dưới nó cũng cuộn cuộn chứ. Ba cây 200.000 bao ship mấy bạn ơi. Nay tiếp tục bán mấy cây ở nhà. Nay mình mắc đi bứng cây lớn. Không có lấy mấy cây nhỏ nữa mấy bạn ơi.